Hứa với anh là không được buồn. Em à, sau này em bé trao đời đó, em định đặt con tên gì vậy? Em cũng chưa biết nữa. Theo anh á, tên gì thì hay? Ừ? Sao lại hỏi anh? Vì em bé chào đời á, một phần công cũng là nhờ anh mà. Nếu ngày hôm đó khi mà em xỉu không có anh á, không được nhắc lại nữa. Chuyện đó là chuyện nhỏ mà. Để anh nghĩ coi. Nếu như em bé là con trai á thì mình đặt tên là Bình An đi. Bình An? Em cũng muốn con được bình an. Nếu là con gái thì sao anh? Con gái hả? Em là Diễm Phương. À, đặt tên con là Diễm Mai nha. Diễm Mai? Diễm Mai cũng hay. Nhưng mà tại sao là Diễm Mai? Mai á, sẽ là một ngày mai tươi sáng. Anh muốn sau này á, cuộc sống của em và con sẽ luôn luôn hạnh phúc, lúc nào cũng tươi vui cả. Em cảm ơn anh. Sao vậy? Con cảm ơn anh đó. Con đạp hả? Nè, không có được quậy mẹ nghe chưa? Quậy là bị đòn đó. Thank you.
Có chuyện gì với Mỹ? Có chuyện gì vậy? Anh chú từng giết người, có đúng không? Phải. Nhưng đó chỉ là tai nạn. Anh chú đi tù vào tháng 2 năm 2011, có đúng không? Đó là chuyện cũ rồi. Nếu vì chuyện này cô muốn tôi dọn đi, tôi sẽ dọn đi. Dạ đúng rồi, tình hình giờ căng lắm, thương con chú dọn đi chú. Im. Tôi có nói là đuổi anh chú đi đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh chú một chuyện. Mẹ của bé Mai là người yêu cũ của anh chú, có đúng không? Không phải. Không phải hả? Diễm Mai nói anh xin hình mẹ của con bé. Nếu không phải là người yêu, anh xin hình người dân làm cái gì? Không phải chuyện của cô. Tấm hình đâu? Còn lưu luyến nữa hả? Anh vừa đi tù là người ta có người đàn ông khác rồi. Người ta bỏ rơi anh. Cầm miệng! Cầm miệng! Tấm hình đâu? Tôi không biết. Anh tự tìm đi. Chú ơi, tìm được rồi. Tài Lanh. Đây là chuyện cũ rồi. Tôi không muốn nhắc lại. Tôi xin cô đừng hỏi tôi gì hết. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi hơi lớn tiếng. Không có bao nhiêu tiền, tôi trả lại. Không cần đâu. Tôi tặng anh chú đó. Mà nè, hồi nãy cô tính nói gì? Khi Diễm Mai đưa hình cho cô, đã nói gì với cô? Không có gì hết. Hồi nãy anh chú mới nói, chuyện gì đã qua rồi, thì cho nó qua đi mà. Làm gì vậy? Dạ mở giường của chú ngủ nãy giờ con không nói. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi hơi lớn tiếng. Ngủ ngon. Dạ. Trường đang tập chân nghề hả con? Dạ đúng rồi, trường con á, ngày nào cũng tập chân nghề hết á bà. Ừ, con gái của bà đi học vui nha. Dạ. Nè, nhớ học giỏi á. Dạ, à mà ba, sắp đến ngày sinh nhật mẹ rồi đúng không ba? Ủa, sao con nhớ hay vậy? Có ai hỏi gì con hả? Dạ không phải đâu ba, con ghi những ngày quan trọng vào cuốn sổ đó ba. Như sinh nhật ba nè, sinh nhật dì, sinh nhật mẹ, rồi ngày sinh ngày giỗ của mẹ nữa. Trời ơi, con gái của ba dễ thương quá à. Giỏi, như vậy thì tốt nha. Dạ, ba. Cái bài mà ba nói mẹ thích nghe đó, con đã tập rất là tốt rồi. Nhân dịp này, con muốn tự đích thân đánh cho mẹ nghe. Trời ơi, con gái của ba giỏi quá à. Rồi. Ừ, ba sẽ dắt con ra thăm mộ mẹ. Dạ. Để hôm nay con kêu cô tập lại vài lần nữa cho nó thật hay nha ba. Ừ, con gái nè, ba nghĩ á là mẹ sẽ rất là vui và tự hào về con đó. Con giỏi lắm. Đi, ba đưa con vô. Lâu vậy?
Thầy đang tập trung khấn nguyện. Trời ơi là trời, sao lâu quá trời quá đất à. Sao? Tôi lo quá bà ơi. Lo gì? Bà cũng ghen thiệt, để ổng ở trong một mình. Sao đâu? Lỡ ông ăn cắp rồi sao? Ê trời ơi, nói bậy bạ ông này. Sao không lo được? Đó trời ơi. Cái gì vậy? Gõ hoài gõ, mấy đứa nhỏ tưởng bán cà lem nó bu đen bu đỏ hết. Trời ơi, lớn rồi mà hay nói nhảm ghê vậy đó. Trời ơi, cái gì vậy? Con có đề phòng vững hơn, lỡ ăn cắp đồ sao? Đừng có nghĩ thầy vậy nên tội chết á. Thôi. Hai chồng mày làm gì vậy? Trời đâu tìm hả? Dạ, thấy chưa? Trời ơi. Đang canh nè, đang canh. Canh ai? Canh à. Canh ông thầy ba. Em mới thỉnh ông trên núi về á. Thầy giỏi ba lắm. Tụi mày bắt đầu xàm rồi đó. Thời đại này còn tin bùa phép nữa, mê tin dị đoan hả? Anh đó, anh nói bậy nó bạ nha, quở miệng một cái nha. Trời ơi, không có được đâu á. Mấy cái vấn đề tâm linh á, anh là phải tin mới được, nghe chưa? Dạ đúng rồi đó. Với lại ông thầy ba này ông giỏi lắm. Mà cái vùng đất này anh nên nhớ một điều, nó có rất nhiều điều huyền bí, hiểu không? Hai vợ chồng mày có chuyện tiền mất tật mang đó. Ở đâu ra gì? Em nói thiệt với anh tìm hiểu kỹ rồi. Ông thầy này là dữ lắm. Ông kêu người khỏi âm về nói chuyện với mình luôn. Mà kêu là dính, kêu là dính. Bây giờ em nhờ ông kêu chị Phương về, có gì anh nói chuyện với chị Phương nha. Bà ba, kêu ông bớt lắc đi. Chạy ra. Dạ nè thầy. Cho tôi hỏi, gia chủ nào tìm người nhà vậy? Đây. Đây. Không. Chắc đây rồi. Dành cho con nay con sẽ hiểu ra còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha.